Rồi. Cái bong bóng với cái gan. Bóng với cái gan cũng cả. Hello, chào bạn nha. Thì hôm nay mình có đi câu được mấy cá tra các bạn. Nói chung là hơi nhỏ chứ không lớn luôn. Đây. Nói chung là được ba con hơi nhỏ các bạn. À, đây này. Có con đang bóng bự lắm nhưng mà đều nó không có có ăn các bạn. Nó ăn cá nhỏ nhỏ gì không à. Nhưng mà cá này cũng vừa ăn rồi. Giờ mình để nãy mình rộng dưới kinh đó. Mình thả dưới kinh đó nó còn sống. Mình đem lên mình chở mình chạy về từ chỗ đóng câu về tới đây mà nó chín ngủm hết ba con. Ba con chín ngủm rồi. Rồi, giờ mình hôm nay mình sẽ làm món là cá tra kho tương nha các bạn. Đó, chấm rau ăn, cơm nha. Rồi, mời các bạn đón xem nha. À, thì nãy giờ mình bằng ba cá xong rồi các bạn. Đó, giờ mình sẽ bắt đầu ốp nha. Cái này là cái dưa mông chua mình nè. Chút nữa mình là lấy rau dĩa và mình đâm nước mắm mình ăn luôn nha các bạn. Đó, thì mình sẽ cho một ít tỏi nè. Một ít tỏi vô. Một ít ớt. Cái tỏi này chừa lại lát nữa mình khèo nha bạn. Cái tỏi này chừa lại lát mình khèo. Rồi, cái điều không thiếu là mình sẽ cho vào cái tương hộp. Chân tương thì đặc biệt là tương hộp nha bạn. Đó. Nói chung là cũng vừa thôi. Cái tương hộp thì nó mặn rồi. Rồi mình cho nó vào một ít bột ngọt. Xíu đường. Ngọt ít đường nha bạn. Rồi, nhưng mà cho nó đậm đà thì mình cho nó xíu nước mắm chít thôi. Đó. Đó. Đơn giản vậy thôi. Nói chung là mình có bẻ được mớ lá mì nha bạn. Đó. Mình không có chuối. Này đúng ra phải có chuối nó mới ngon nha bạn. Chuối nó ngon cực kỳ luôn. Nhưng mà mình chỉ làm đơn giản mình ăn cùng. Mình sẽ không có đi kiếm cái chuối. Rồi, mình hãy cho nó thấm như thế này. Để mình qua mình khèo, mình cá cái mình chưng luôn các bạn. Cái nồi nóng nãy giờ rồi. Mình cho dầu vô. Ui, dạ, dạ. Mình sẽ thử tỏi. Quá thơm. Ây da, ây da. Cái chảo chặn nó muốn không vừa. Rồi, cái tỏi vàng rồi mình đổ cái cá vô. Cực kỳ ngon nha các bạn. Cái này một lát nữa mình nó săn lại mình đổ thêm một xíu nước nha bạn. Cái này nếu mà có nước dừa thì đổ càng ngon nữa. Ui, nó sâu quá sâu rồi. Thì nó săn lại là mình cho nó vô một ít nước nha bạn. Đó. Cho nó chín cá mà lát nữa mình còn cái nước nó sắc là mình ăn nó rất là ngon. Rồi. Thì mình đậy lại đậy lại các bạn. Rồi, đây, 2, 3, khui. Wow. Ui dạ. Sau từ đó giờ thì cá chín rồi các bạn. Nhưng mà nước vẫn còn. Đó, thì giờ mình sẽ cho nó vô một xíu tiêu. Bỏ ít tiêu vô. Rồi, giờ tới cái phần là lá mì nè. Lá mì này mình sẽ bỏ nằm trên luôn. Đó, cái này mình làm theo cái cách của mình, đồng quê của mình ăn thôi các bạn. Còn mình thấy người ta làm thì có người ta làm thì khác, mình làm thì khác. Rồi, bỏ cái lá mì vô thì mình sẽ đậy nắp lại, để cho nó rục lá mì ra, rục lá mì một xíu. Nãy giờ mình cũng đã làm xong rồi đây, cá tra chân tương với mình ăn cơm mình các bạn, cá tra chân tương đột mì. Thương mà không hôm nay không có chuối. Đó, cái này là mình chuẩn bị sẵn cho cái tô mắm thái mình này. Đó. Này là trong này là tỏi với đường ngọt với nước chanh các bạn. Đó, nước tắc.
mình đây sử dụng nước tắc lắm, vì nhà ông Hoàng có cái tắc á. Đó, mình sẽ chế một ít vô. Đó, mình mâm thái vô. Ồ, chung là một chai mình ăn thiệt lâu các bạn. Bữa mình mua tới 2 chai liền. Đây mình chuẩn bị cơm, mình được nhớ là có bánh tráng nữa các bạn. Mình lấy bánh tráng luôn, mình cuốn với cá nè, với đột mì mình ăn. Rồi, thì cái này sẽ cho dầu ớt các bạn. Ớt bột nhà làm. Đó. Wow. Đây. Rồi, như thế này mình cho nó vào một xíu nước cái nước ấy mình nè. Đó. Cái nước chưng nè. Xíu nước chưng. Đó. Trộn lên. Ây da. Này mình chấm không mình ăn thì mình sẽ không có bầm rau vô đây các bạn. Không có bầm ngò vô đây. Cái này là cái dưa môn chua. Cái dưa môn chua của mình nè. Cái cây môn này là cây môn không có ngứa nha các bạn. Cái loại môn mà nó không có ngứa, môn mình ăn sống được luôn. Cái này là cái vỏ dưa nấu á. Bỏ vô mình cho nó chua mình ăn luôn. Nói chung là cái vỏ này nó chua là nó chua cực kỳ các bạn. Cái này là cái rau răm nè, mình trộn với rau răm nó bóp chua vô. Đấy. Rồi, đây là cái dĩa cơm. Đây là cái làng bánh tráng mình đây. Chung là cái chỗ chặt quá mình không để được. Rồi, mời các bạn ăn với mình luôn nha. Mình thử cái nước trước đây. Mình thêm nước vô thì được, ngon. Quá đã. Nói chung là mình nêm nó vừa luôn. Ây da. Ba cái luôn. Rồi, mình sẽ giật cá bỏ vô. Nói chung là cái món này lâu lâu là mình cũng mới ăn lại đây. Cá chân tương. Cá ta sông chân tương các bạn. Rồi đúng rồi. Cái này là cá ta sông nha. Cá ta sông chính hiệu luôn, chính cống luôn. Vì lúc nãy mình đi câu vậy bạn. Được 3 con. Quá ngon. Đấy, quên cái đặc biệt đọt mì. Đó. Cái đọt mì thì cá nó nằm lấp dưới này các bạn. Đọt mì dưới này nè. Đó. Mì nằm dưới này nhiều lắm. Chung là nhà mình còn có trước quá trình mình còn có mấy cái mì mình tưởng đâu là nó ít. Hay về rồi mình ra thì cây nhỏ nhỏ đọt quá trình luôn. Quá dạ. Cũng dùng cuốn thì lưới luôn. Đây. Quá đạt. Đây mời các bạn luôn nha. Quá dạ. Cái nước chấm mình đồ, bỏ cái nước ấy vô nó lệch lệch. Cảnh lắm. Quá đạt. Nói chung con cá tra này nó còn nhỏ thì cái xương thịt của nó vẫn có xương các bạn, nó vẫn xương hơi nhiều. Mình lúc nãy xé mất cổ luôn. Nhờ mình lấy cái cục côn mình nuốt nó chạy xuống luôn. Mình chấm với cái nước sốt thái này cực kỳ ngon. Ngon quá các bạn. Khi nào cả nhà mua cái tai nhỏ nhỏ như thế này nè, về cái nhà chân tương bảo đảm cực kỳ ngon. Rồi mình thử cơm luôn. Rồi mình sẽ review cái chúng mình đang làm, có anh em gọi. Cái môn này nó không ngứa. Còn cái môn ngứa thì nó ăn cái này, nếu mà ai không ăn không quen thì nó rất là ngứa các bạn.
Rồi. Cái bong bóng với cái gan. Bóng với cái gan cũng cả. Sáng mình tính đi làm hồ mà. Sáng mình tính làm hồ nhưng mà ông thầu cũng điện, ông là chưa có gạch. Chưa có gạch thành ra mình đi câu luôn. Không mấy thấy ớt hiểm không? Quá đã. Còn hấp nữa rồi. Cái này mình nấu bằng cái nước, mình nấu bằng cái nước dừa là cực kỳ ngon. Thì mình ăn cơm cho hết đi, lát nữa mình ăn bánh tráng xong các bạn. Cái này là cái miếng dừa, cái vỏ dừa, vỏ dưa hấu. Nó giòn mà nó chua. Cái vỏ dưa hấu mà nó chưa tới đâu thì ăn sẽ không nổi các bạn, ê răng luôn. Mà con mình đứng luôn. Lúc nãy mình có bỏ tiêu này, mình ăn ớt mình bỏ tiêu nữa, cực kỳ cay. Ăn hết cơm luôn à. Quá cay. Cái miếng cá mình này. Chúng mình cắt ra xong rồi. Chuông nè. Đậu mì. Đây là cuốn thứ hai. Mình sẽ bỏ một mớ đậu rằm. Mớ vô mông chua vô đây luôn. Chúng mình cuốn ăn thử luôn. Chúng mình chắc cũng vẫn ngon bình thường.
Rồi, rồi. Những cá bỏ vô. Kì ngon. Ây da. Cá nó đè lên. Rớt lá đó luôn. Còn chìa không? Đó. Rồi, bỏ lên. Quay quay quay. Ua. Rồi, cuốn lại nha các bạn. Đây này, nó kiên ngon luôn. Bây giờ chạy nước, chạy nước. Wow, chấm vô, chấm vô chấm tôm bánh thái nè. Nói chung là sắm, ăn xém hết luôn à. Quá đổ màu luôn. Chừng cho nước, cái nước nó sắc lại các bạn. Hơi sắc là như thế này. Mặn nó quá ngon. Con cá này cái xương nó nhỏ nhưng mà nó theo cái xương sống với cái lượng bụng. Quay dạ. Quay dạ. Lạc lợi để mình lấy cái thịt nó mình cuốn bánh tráng. Chút nữa cái xương mình mắp sao các bạn. Bánh tráng thì mình cuốn lần hai cái mới đã. Quay dạ. Có cái mồm mà vô mình không có thể nào mình rứt đứt được. Xếp, xếp, bẻ thịt lên. Ô, này quá ngon. Cực kỳ ngon nha. Ây trời ơi, lần sau cứ quên cái đọt mì. Lần sau thì lại quên đọt mì. Có đọt mì thì nó là mới ngon. Ngon rồi. Ui, chảy nước. Đó. Đây. Đánh vô, mời các bạn luôn nha. Chúng mà chảy mũi luôn, chảy mũi giải luôn. Ê, cái đùi nè. Đùi nè béo nhất nè. Hay, tao mình móc cái xương nha các bạn. Ý, còn rớt đây cũng thật.
Cái lá mì nó bùi bùi như miếng dừa. Đùa. Chúng là no các bạn. Cuốn một cuốn nữa. Lúc nãy mình tính đâu có dĩa cơm ít. À giờ đâu. À giờ mình ăn thì quá nhiều. À, này mình cũng cá thôi. Cái dưa này bỏ lại đi. Nó hơi dài. Khi mình cắn mình rứt nó hơi khó. Xé cái thằng thịt đó ra. Ây da da. Cái bong bóng. Cái bong bóng này. Rồi để cái bong bóng ra nó mình sẽ lấy ăn sau các bạn. Cho nó ngon. Ây da. Đây. Đọt mì. Ây da. Nhức nắp. Chấm vô. Mời các bạn luôn. Cắn nửa trái ớt xiêm nữa. Không còn gì bằng luôn. Xuống. Trúng hộp tiêu. À, đây cái gan với cái mông bóng này các bạn. Ấy da, trời rứt gan. Mày chạy đâu? Rứt không ơi. Quá đã. Mỗi mình có nấu cái này bằng mọi giá mình phải đi kiếm được trái dừa mình đều nấu. Không có nước dừa đây mình nấu nước keo nấu nước không mà nó còn nghe ngon. Mình đập đổ trái nước dừa thì nhức nách luôn. Hôm bữa mình đi câu á cũng được ba con, ba con hơi nhỏ hơn con này một chút. Nhưng mà được đó mình đi câu chè tại hai tấu ra, mình sẽ không có nấu ăn gì kịp ra là được đó mình mần kho ăn luôn. Kho nhà ăn kho luôn. Lúc nãy ba con này thì cỡ ký các bạn. Cỡ ký ngoài ký gì đó. À quá. Chứ là ngay mắt ăn hoài luôn. Đó. Mình mắp cái đầu cái nữa cho nó không. Nó phê cái nữa. Cái đầu cái nữa cho nó phê cái nữa mình kết thúc video.
Quá đã nhưng mà cũng quá chua. Quá tê. Chúng mình còn nguyên con nha các bạn. Đây. Đó. Ây da da. Ây da, tao ra đầu trước cái đầu luôn. Nhưng mà ăn hết nấu à. Ý, còn có đầm luộc. Rồi để đây đi. Chiều mình ăn cơm tiếp. Chứ giờ no là mình ráng mình ăn, mình rước mình ăn nó cũng không ngon đâu. Để chiều mình ăn nữa cho nó ngon. Đó. Rồi, thì hôm nay mình có đi câu được ba con cá tra và chân tương chấm với nước mắm số Thái các bạn. Rồi chấm nước mắm Thái các bạn. Đó. Rồi thì chúc các bạn trên YouTube của mình xem vui vẻ nha. Và các bạn xem nhớ thấy video mình xem cho hay hay nha. Thì các bạn cho mình một like, một chia sẻ, một lượt đăng ký để cho hai trung vlog của mình có động lực làm nhiều những clip nữa cho bạn xem. Bây giờ mình xin khép lại clip tại đây. Chúc bạn xem vui vẻ. Bye bye.